Thưa quý vị, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp khi xây dựng nông thôn mới, thời gian vừa qua thì tỉnh Ninh Bình đã khuyến khích nông dân trồng lúa đặc sản theo hướng hữu cơ. Bởi nếu chỉ sản xuất lúa hàng hóa theo phương pháp thông thường thì lợi nhuận trên mỗi hecta đất sẽ không cao. Do vậy, bằng sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của ngành nông nghiệp và các hợp tác xã, tới nay thì một số mô hình sản xuất lúa đặc sản hữu cơ đã bắt đầu có hiệu quả. Ước tính mỗi hecta mang lại giá trị lợi nhuận cao gấp 3 lần so với trồng lúa thông thường. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16 tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đây là 5 hecta lúa nếp cao được bà con nông dân xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, Ninh Bình trồng vụ đầu tiên. Toàn bộ diện tích này trong suốt 5 tháng qua đều sử dụng phân bón hữu cơ. Việc xử lý cỏ dại, sâu bệnh hại và vệ sinh đồng ruộng đều là thủ công. Chính vì vậy mà các nông dân ở đây cho biết năng suất lúa sẽ thấp hơn các loại lúa thường, nhưng đổi lại họ sẽ có sản phẩm lúa đặc sản canh tác hữu cơ có giá trị rất cao. Với cái tỷ lệ sinh trưởng hạt của nó và cứng cây, đều cây thì khả năng là chúng tôi sẽ đạt trên 40 tạ trên 1 ha. Đối với cái lúa đặc sản mà đạt trên 40 tạ 1 ha thì đã là cái kết quả tương đối là tốt. Kể cả anh có đắt 10 năm 20% nữa nhưng mà sản xuất theo cái quy trình của họ là họ vẫn hợp đồng của họ mua. Nhưng mà mình phải tuân thủ tuyệt đối theo hợp đồng. Theo tính toán của các nhà khoa học và bà con nông dân trồng lúa đặc sản nếp cao thì khi canh tác loại lúa này khi kết hợp với nuôi thủy sản nước ngọt như ở xã Khánh Trung thì thu nhập sẽ cao hơn. Bởi qua tổng kết đánh giá cho thấy nếu chưa tính thu nhập từ cá thì vụ lúa này, lúa nếp cao trồng theo phương pháp hữu cơ sẽ mang về lợi nhuận 96 triệu đồng một hecta, cao gấp 3 lần so với trồng lúa thông thường. Đây là cơ sở để chính quyền địa phương tiếp tục phát triển mô hình này ra diện rộng. Trong nông nghiệp thì chúng tôi quy định rõ đối với tất cả các xã thị trấn là phải có vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất lúa đặc sản. Như vậy là cái hiệu quả trong những năm qua là chúng tôi tính toán nó tăng lên từ 2 cho đến 4 lần so với lại cái sản xuất lúa của địa phương trước kia. Tới nay, ngoài xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình đang thực hiện dự án sản xuất lúa đặc sản hữu cơ tại xã Xuân Thiện và một số xã khác, cũng với mô hình sản xuất lúa cá. Tổng diện tích thực hiện gần 65 hecta và vụ tới dự kiến mô hình này sẽ được mở rộng lên hơn 100 hecta ở các xã. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì sao? Đấy nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VTC16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.